Rồi, chào em tiếp tục em test con CD Tech 10 A ha. Cùng với con này con phay 370 cặp loa Fire Audio Classic 10 em nha. Em nghe thử nha. Rất là hay luôn, ngọt ngào luôn nha. Xem 80 em nhé, em làm chốt, alo em nghe nha.